lại tâm tôi. Làm sao cho anh đi vào nắng ấm ban mai, để giấc mơ đẹp mãi trong tương lai. Bàn tay anh xanh xao vì cơn lốc bao ngày, bờ môi yêu như không còn hơi ấm. Làm sao cho anh đi vào thơ ấu xa xưa, chỉ có em lòng vui sau cơn mưa. Ngày anh gặp đôi mắt long lanh, lần đầu anh lạc trong hố mê say. Dường như ta quen nhau từ muôn kiếp, vừa gặp lại ta đã sợ tình cao bay. Từ khi anh yêu em là anh biết đợi chờ, chờ cho mau qua đêm dài đen tối. Mình yêu nhau đi thôi đừng lo phút chia tay, chỉ có em nhìn sau như đêm nay. Xin được gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào
tâm hội nghị tiệc cưới Huyền Đa Gia Thành Thái xin được chào mắt với toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, và trong ngày vui hôm nay chúng tôi cũng xin được trân trọng và kính mời lên trên sân khấu. Về phía đại diện nhà trai xin được trân trọng kính mời anh Lưu Minh Nhật và chị Trần Thị Ngọc, và một tràng pháo tay được nồng nhiệt để cùng chào đón đại diện nhà trai thưa quý vị. Lần đầu tiên tôi xin kính chào toàn thể quý khách và các viên hai họ có mặt trong căn phòng hôn lễ hôm nay. Thưa quý vị, đúng là một tình yêu mà Thiên Chúa ban cho loài người chúng ta thật là vô cùng quý giá. Mà Ngài không nói đến là ban cho đến thời gian nào cả, mà Ngài ban cho chúng ta có một tình yêu mà như là hồng ơn Chúa như mưa đến với tất cả mọi người chúng ta. Và hôm nay đã đến cho anh Điệp và chị Trang cũng là tình yêu đang nối tiếp với con người của chúng ta. Và chắc chắn rằng chúng ta không quên cầu nguyện cho anh chị được dồi dào ơn Chúa và được sống trong một tình yêu chân thật và tuyệt vời do Thiên Chúa ban. Đó là điều tôi muốn nói lên hôm nay. Và sau nữa là xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, cho dù vượt khó đường xa, đã đến với thành phòng hôn lễ hôm nay để dự tiệc vui với gia đình chúng tôi. Thì chắc chắn trong cái buổi tiệc thì thể nào cũng có cái sự sơ sót, thì xin mong quý vị cũng niềm tình bỏ qua cho hai người chúng tôi. Và lời sau cùng tôi xin chúc sức khỏe cho quý vị buổi tối hôm nay vui vẻ và dùng bữa ngon miệng. Tôi xin hết lời. Xin được cảm ơn ông với những lời phát biểu vừa rồi. Và kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin được mời cô dâu và chú rể sẽ kính dân rượu cho đại diện hai bên gia đình. Và đầu tiên xin được mời cô dâu và chú rể kính dân rượu cho đại diện nhà trai. Xin được mời cô dâu và chú rể kính chúc mừng cho đại diện nhà gái.
mặt sẽ vui. Hồng Hoàng Nghị Đức, các bạn tình yêu xin mời. Là xin được mời cô dâu và chú rể hãy cùng tay trong tay đi trên tháp đi để cùng tiến hành nghi thức đón đủ hạnh phúc. Thank you.
Thank you.